pha cày triple double vô liêm sỉ hơn cả Russell Westbrook. Kể từ khi được sử dụng lần đầu vào thập niên 80 của Magic Johnson, triple double đã trở thành một cụm từ ma thuật mà tất cả những cầu thủ bóng rổ đều mê mẩn. Với những ai chưa hiểu rõ về sự hoàn mỹ của cụm từ này, sau đây là định nghĩa về nó. Trong bóng rổ có 5 chỉ số cơ bản dành cho các cá nhân, gồm điểm, rebound, kiến tạo, cướp bóng và block. Nếu có 3 trong 5 chỉ số này đạt từ 10 trở lên, chúng ta có một triple double. Cho dù đạt được theo cách nào, các triple double luôn tạo nên sự chú ý. Với các cầu thủ, triple double đem lại cảm giác thỏa mãn. Và ông hoàng mới của lĩnh vực này, Russell Westbrook cũng không phải là ngoại lệ. Tôi không muốn bước vào trận đấu và nghĩ về việc giành lấy triple double, nhưng nó chắc chắn cho thấy mức độ hoạt động của tôi, cho thấy tôi di chuyển khắp mặt sân và thực hiện những pha bóng đúng đắn. So với trước đây, dường như triple double đang dần trở nên phổ thông hơn. Westbrook nhiều lần đạt triple double ở chỉ số trung bình của cả mùa giải, trong khi Luka Doncic cứ 4 đến 5 trận lại đạt thành tích này. Từ mùa giải 2014-2015 trở về trước, cứ 100 trận thì chỉ có chưa tới 5 game có triple double. Bây giờ tỷ lệ ấy đã tăng lên gấp đôi và gấp ba. Điều đó khiến nhiều người quên mất rằng để có được cụm từ đáng mơ ước này, cao thủ đã phải vất vả đến thế nào. Để có được vị trí ông vua triple double hiện nay, Westbrook đã phải chịu không ít tiếng xấu khi tranh rebound của Steven Adams hay bắt đồng đội phải ném bừa vì còn thiếu một vài kiến tạo. Tuy nhiên, ngay cả thế thì mức độ cố chấp của Russell Westbrook có lẽ vẫn còn phải chào thua những bậc tiền bối dưới đây. Nếu Westbrook được phong làm nghệ nhân triple double thì những cầu thủ này phải được mệnh danh là nghệ sĩ nhân dân trên sân khấu hải. Họ đã xóa nhòa ranh giới giữa thành tích về mặt chỉ số và sự mỉa mai đối với môn bóng rổ. Vào ngày 19 tháng 3 năm 1996, trong trận đấu giữa Orlando Magic và Detroit Pistons, người gây ra sự chú ý lớn nhất không phải là trung phong Shaquille O'Neal hay là Penny Hardaway, mà là hậu vệ dẫn bóng Anthony Bowie. Anh đã có một màn trình diễn toàn diện và chỉ còn thiếu một rebound và một kiến tạo là đủ để có triple double đầu tiên trong sự nghiệp. Vấn đề nằm ở chỗ, Orlando đang dẫn trước tới 20 điểm và thời gian thi đấu chỉ còn chưa tới 3 giây. Bình thường khi thắng thua đã ngã ngũ và shot clock không còn hiển thị, cầu thủ đội thắng sẽ giữ quả bóng đến hết giờ, trước khi bắt tay đối thủ với tinh thần thể thao mã thượng. Đó chính xác là những gì trái ngược với hành động của Bowie. Từ cú ném phạt, bóng bật ra và anh có rebound thứ 10. Cứ như thể được lập trình sẵn, hậu vệ của Orlando Magic khiến tất cả ngã ngửa bằng cách giơ tay gọi khẩu ý. Khỏi phải nói cả sân bóng đã giận dữ như thế nào. Huấn luyện viên Doc Collin của Detroit Pistons can dặn mọi cầu thủ phải thực hiện đúng chỉ thị cách ly, mặc kệ đối thủ làm gì thì làm. Trong khi đó, huấn luyện viên Brian Hill của Orlando Magic chỉ ném về phía cầu thủ của mình một ánh nhìn đầy khinh bỉ. Ông để lại cho cậu trò bảng chiến thuật và để cậu ta làm gì thì làm. Và với chiến thuật thiên tài của Bowie, Magic kết thúc giây thi đấu cuối cùng bằng một pha úp rổ. Anthony có được những gì mình muốn, triple double đầu tiên trong sự nghiệp và sự sỉ nhục của người đời. Ngay sau tình huống này, huấn luyện viên bên phía Pistons dẫn toàn đội đi về ngay lập tức. Bowie chạy sang định níu kéo bằng một hai lời nói nào đó, nhưng chỉ nhận lại một cái gạt tay đầy phũ phàng. Không rõ cầu thủ bên phía Orlando Magic định nói gì, nhưng chắc chắn đó không phải là câu xin lỗi đối với người thầy từng dìu dắt mình hồi đại học. 21 năm sau đó, Anthony Bowie khẳng định bản thân không có gì nuối tiếc về hành động khó tìm kể trên. Nuối tiếc ư? Tôi chẳng hiểu sao người ta bảo tôi phải nuối tiếc, trong khi tôi có một triple double cơ mà. Bất kể điều gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng có trong tay một triple double. Nếu muốn, họ đã có thể ngăn cản tôi. Tôi chẳng tiếc cái gì cả, tôi cũng chẳng nghĩ xấu về đối thủ của mình. Tôi không làm hại ai, càng không làm họ xấu hổ. Nó chỉ là một cuộc chơi mà thôi. Nếu huấn luyện viên của tôi không vui thì đó là việc của ông ấy. Nên nhớ là huấn luyện viên nào cũng phải ủng hộ cầu thủ của mình. Quả thực Anthony có cái lý của riêng mình. Sau sự kiện hôm đó, cầu thủ này chỉ có thêm 5 trận đánh chính nữa. Anh sớm bật bãi khỏi NBA sau vài năm và đi làm thầy giáo thể dục tại một trường tiểu học. Nếu cựu cầu thủ của Orlando Magic tự hào với những gì mình đạt được thì đồng nghiệp của anh là Ricky Davis chỉ còn nước lấy mò che mặt. Nếu chỉ theo dõi NBA được 10 năm, bạn có thể chưa bao giờ nghe nói về Ricky Davis. Davis gắn liền với một sự kiện vừa hài hước và cũng ảnh hưởng xấu đến tinh thần bóng rổ vào đầu những năm 2000, khi nỗ lực giành lấy cú triple double đầu tiên trong sự nghiệp. Chúng ta đang có mặt ở năm 2003 và Ricky Davis thi đấu cho Cleveland Cavaliers. 5 năm sau khi được chọn ở lượt thứ 21 bởi Charlotte Hornets, đó là ngày 16 tháng 3, trận đấu trong giai đoạn cuối mùa giải chính là Davis đang có được mùa giải ghi điểm tốt nhất với trung bình 20,6 điểm. Cav của anh chết dí ở vị trí của bảng miền Đông khi tiếp đón Utah Jazz. Những phép màu đã xảy ra vào đêm hôm đó khi đội bóng của bang Ohio đè bẹp đối thủ. Ricky Davis đang có phong độ tuyệt vời và trận đấu này cũng vậy. Dòng thông số này hiện lên ngay trước khi trận đấu khép lại, 26 điểm, 12 kiến tạo và 9 rebound. Anh chỉ cần một cú bắt bóng bật bảng để hoàn tất triple double, nhưng cú đối đầu chỉ còn 6 giây. Anh hiểu rõ điều đó, có thể không có cơ hội nào khác trong sự nghiệp để hoàn thành một triple double. Thay vì chấp nhận số phận của mình và cầm quả bóng cho tới khi trận đấu kết thúc, Davis đã làm tất cả phải choáng váng. Sau khi nhận bóng từ pha phát bóng biên, Ricky Davis bất ngờ đưa quả bóng lên vành rổ đội nhà
Đúng vậy, là vành rổ đội nhà chứ không phải đội khách. Bóng bật ra và anh chắc mẩm mình có triple double. Ngay lập tức, DeShaun Stevenson, hậu vệ của Utah đã cho thấy thái độ của tất cả mọi người đối với hành động đáng xấu hổ ấy bằng một pha phạm lỗi. Huấn luyện viên quá cố Jerry Sloan tỏ ra tự hào về hành động của cầu thủ trẻ. Tôi hoàn toàn tán đồng với DeShaun. Nếu là tôi, có khi còn cho cậu ta mấy đòn nặng hơn nhiều. Họ có thể ghét tôi vào tù vì những câu nói này, nhưng sự thật đó là như vậy. Cậu ta thậm chí còn tự ném bóng vào cái rổ của mình. Cậu ta định bỡn cợt chúng tôi đây mà. Tôi mà còn thi đấu, chắc chắn tôi sẽ nhảy bổ vào và cho cậu ấy mấy cước vào mông. Ricky Davis quá tội nghiệp, vừa mất tiếng mà lại mất luôn cả miếng. Vì theo luật của NBA, các thủ không được phép tự dứt điểm về phía rổ nhà, đồng nghĩa với việc pha rebound tay tiếng của anh cũng không được tính. Sau này anh tỏ ra hết sức hối hận và áy náy với những gì mình đã làm. Tôi đã làm một số điều tồi tệ trong đời, nhưng điều duy nhất tôi hối tiếc là cú triple double của mình. Nhưng mỗi sai lầm đều mang lại một kinh nghiệm riêng. Mọi người quên rằng tôi được chọn vào NBA khi chỉ mới 17 tuổi, vì vậy tôi có rất nhiều khoảnh khắc nông nổi và thái độ không tốt. Một năm sau vụ việc của Ricky Davis, vẫn có thêm một người khác đi vào đúng vết xe đổ ấy, nhưng ít nhất là cầu thủ này không ngớ ngẩn tới mức dội bóng vào rổ nhà. Năm 2004, Bob Sura của Atlanta Hawks đạt triple double trong 2 trận đấu liên tiếp, và anh có cơ hội đạt thành tích đó lần thứ 3 liên tiếp, điều mà không ai làm được trong vòng 7 năm qua. Trận đấu còn ít giây và Hawks có bóng ở cuối sân. Đồng đội thực hiện một đường truyền dài sang đầu sân bên kia, nơi Sura đang đợi sẵn. Anh thực hiện một trong những pha lên rổ yếu đuối nhất trong sự nghiệp của mình và bắt rebound vừa kịp trước khi đồng hồ cất lên tiếng chuông. Đồng đội lao tới ăn mừng và Bob Sura cũng không giấu giếm việc cố tình dứt điểm cuộc ở phần họp báo sau trận. Nhưng cũng như Ricky Davis, anh cũng không được tính triple double. NBA đã mổ băng và quyết định tước đi pha rebound cuối trận vì nó không được tính là một tình huống dứt điểm tử tế. Cầu thủ của Hawks sau đó lên tiếng xin lỗi vì gây ra sự tranh cãi nhưng cũng không quên buông lời trách móc. Tôi nghĩ cứ để nguyên như thế thì chắc chẳng là hại ai đâu nhỉ. Đáng lẽ hồi đó tôi nên nói là mình bị trượt tay mới phải, nhưng mà ít ra thì tôi cũng đưa nó tới đúng cái rổ đấy chứ. Nếu bạn không quen thuộc với những cái tên nêu trên thì chắc hẳn bạn sẽ nhận ra gương mặt sau đây. Đó là JaVale McGee, cầu thủ hội tụ đủ những yếu tố để trở thành trung phong hàng đầu NBA, nhưng lại dễ hướng sang con đường nghệ thuật để chọc cười khán giả, và được Shaquille O'Neal phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân tới tận 2 lần. Trong sự nghiệp diễn hài của mình, McGee từng khiến người khác cười không nhặt được mồm với nỗ lực giành triple double đầu tiên, cũng là duy nhất trong sự nghiệp. Trong trận đấu giữa Washington Wizards và Chicago Bulls năm 2011, anh đã có 12 rebound, 12 block và 9 điểm. Trận đấu còn khoảng hơn 3 phút. Về lý thuyết thì vẫn đủ thời gian để Wizards thu hẹp cách biệt 16 điểm. Tuy nhiên, thay vì nỗ lực tìm kiếm chiến thắng, JaVale McGee liên tục xin bóng để dứt điểm hòng lấy được triple double. Và thay vì dạy dỗ trung phong này mấy câu, các đồng đội lại hết sức ủng hộ bằng cách liên tục dồn bóng vào vị trí này. Chicago Bulls đều hiểu rõ điều gì đang xảy ra và cứ thế nhét 3-4 người vào khu vực dưới rổ. Một loạt pha bóng sau đó McGee khiến người ta đau mắt bằng những nỗ lực dứt điểm đi vào lòng đất. Hết airball đến turnover, Washington phải trải qua gần 3 phút không ghi thêm điểm nào. Phải tới lúc trận đấu chỉ còn vài chục giây, JaVale mới tận dụng được sự lơ là của đối thủ để có được điểm số thứ 11 trong trận đấu. Anh đu rổ ăn mừng như thể vừa vô địch NBA, thậm chí còn khiến trọng tài thổi lỗi kỹ thuật. Nhưng kỳ thực là đội bóng của anh thua tới hơn 20 điểm. Và chẳng ai thèm quan tâm đến triple double đáng xấu hổ này. Dẫu vậy, với McGee, anh đã quen với những tiếng xấu thì một chút cũng chẳng hại gì. Tôi có triple double rồi, ai có thể phủ nhận điều đó cơ chứ? Tôi chẳng quan tâm đâu. Mà sao người ta lại so sánh tôi với Ricky Davis cơ chứ? Tôi thậm chí chẳng để ý đến cái vụ này cho tới khi đồng đội liên tục dồn bóng cho mình. Tôi sẽ không thất vọng đâu, việc gì phải thế chứ? Tôi có triple double cơ mà. Tin hay không tùy bạn, nhưng JaVale McGee vẫn chưa phải là trùm cuối của đoạn clip ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục đến với Washington Wizards vào năm 2010. Với nỗ lực cầy start có thể nói là lộ liễu nhất từng xảy ra. Lúc này trung phong Andre Blatt đang có trận đấu để đời với 29 điểm, 13 kiến tạo và chỉ thiếu một rebound để hoàn tất một ngày hoàn hảo. Trận đấu còn 30 giây và Blatt di chuyển không ngừng để tìm kiếm rebound thứ 10, nhưng dường như tất cả đều chống lại anh. Trong nỗ lực đầu tiên, anh bị trọng tài chặn đứng với tiếng còi thổi lỗi. Anh nhảy tưng tưng, nhìn lên trời như thể muốn diễn đạt rằng mình không thể tin nổi, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Trong pha bóng sau đó, cầu thủ đối phương ném 3 điểm elbow. Bạn cho rằng đó là cơ hội cho Blatt? Ồ không, vì bóng rơi thẳng vào tay của đồng đội Katia Martin. Và Martin đã bắt lấy bóng theo phản xạ tự nhiên trong sự bất lực đến tột cùng của cầu thủ người Philippines. Dẫu vậy, trận đấu vẫn còn hơn 10 giây nữa. Và trong một pha ném phạt, anh đã vứt hết liêm sỉ cho chó gặm để xin đối thủ Gian Gillian nhường mình cái rebound cuối cùng trong trường hợp bóng bật ra. Nhưng thật tiếc cho anh là JaVale McGee ném phạt vào cả hai trái. Những giây ít ỏi còn lại, Blatt chạy lên chạy xuống như một con thoi. Nhưng thời gian còn lại quá ít để anh làm được điều đó. Với cầu thủ người Philippines, anh không bao giờ gần một triple double tại NBA đến như vậy.
Xem đoạn băng này, có lẽ bạn có thể hiểu được rằng triple double có ý nghĩa như thế nào với một cầu thủ NBA khi họ nỗ lực đến tột cùng để có một khoảnh khắc lóe sáng, huy hoàng trong sự nghiệp. Vì thế đừng nên coi thường những cầu thủ sẵn sàng làm xấu mặt để có triple double. Thay vào đó, hãy chuẩn bị coca, bỏng ngô và một tâm hồn đẹp để cười thỏa thích với những danh hài này.